Lạy Chúa, đã có nhiều khi con tự hỏi rằng vì sao Ngài lại thương con, vì sao Ngài cứu chuộc con. Ngài đến với con trong một đêm giá lạnh, mặc lấy xác thân nơi con người yêu đuối, chịu bao nhiêu đau đớn hằn thân và chịu chết treo trên thánh giá nhục hình. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong gió. Nhiều lúc sóng gió ngả nghiêng trôi dạt biển đời, nhiều khi con đã vô ơn, nhiều phen từ chối tình thương, lạc lối bao năm trong buồn nhớ vết tội. Ngài vẫn xót thương mong con hãy thông hối và giang tay ôm ấp chờ che. Thầy giờ trắng trong nên sáng lang vẹn tuyền. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong. Sông chiều nguyện xin Ngài dù thương ban tình yêu hồng phúc hòa trang, được sống an vui trong lòng thương xót Ngài, dìu bước chúng con trong ơn Ngài mãi mãi. Dù cho bao nguyên khó chân ai, cùng Ngài bước đi không khiếp hãi sợ gì. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong giò. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, nếu như Ngài không xót thương, nếu như Ngài chấp tội con, thì con đây nào được ơn cứu rỗi. Và lạy Chúa, Thiên Chúa nhân từ, xin thứ tha và luôn đỡ nâng, ban thánh ơn bổ sức cho con, vì ơn con bao yếu đuối mong giò. Ban thánh ơn bổ sức cho con, vì thân con bao yếu đuối mong giò.
trao cho con, không cất giấu chôn vùi. Nén bạc Ngài đã trao cho con, dầu tôi tớ thấp hèn. Nén bạc Ngài đã trao cho con, thêm năm nén sinh lời. Nay đến đây hiến dâng Ngài, của Ngài đã trao ban này sinh ích cho đời con. Này ơi, đầy tớ đã tin chung, được giao ít nhưng anh đã trung thành. Hãy tin vào hưởng niềm vui vinh phúc, Thiên Chúa giang tay chờ đón anh. Này ơi, đầy tớ đã tin chung, tiệc cưới dọn sẵn chờ đón anh. Tiếng nhạc mừng, ly rượu đầy, điều đàn ca nhịp chân bước đưa anh đến tiệc thiên thu. Vẫn ban muôn ơn cho tôi tớ vuông tròn. Tháng ngày đời vẫn xanh như mơ, cho ai biết đáp lời. Công trình Ngài lớn lao vô biên, còn đâu biết lấy gì đền đáp sao cho cân bằng. Chỉ biết hát ca ca hoài tình Chúa thương đời con. Này ơi, đầy tớ đã tin chung, được giao ít nhưng anh đã trung thành. Hãy tin vào hưởng niềm vui vinh phúc, Thiên Chúa giang tay chờ đón anh. Này ơi, đầy tớ đã tin chung, tiệc cưới dọn sẵn chờ đón anh. Tiếng nhạc mừng, ly rượu đầy, điều đàn ca nhịp chân bước đưa anh đến tiệc thiên thu. Này ơi, đầy tớ đã tin chung, được giao ít nhưng anh đã trung thành. Hãy tin vào hưởng niềm vui vinh phúc, Thiên Chúa giang tay chờ đón anh. Này ơi, đầy tớ đã tin chung, tiệc cưới dọn sẵn chờ đón anh. Tiếng nhạc mừng, ly rượu đầy, điều đàn ca nhịp chân bước đưa anh đến tiệc thiên thu. Đàn ca nhịp chân bước đưa anh đến tiệc thiên thu. Nhật ký 1066, ngày 27 tháng 3 năm 1937. Hôm nay tôi từ Brandon trở về sau gần 4 tháng điều trị. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về tất cả mọi sự. Tôi đã tận dụng mọi phút giây để tôn vinh Người. Tôi vào nhà nguyện một lúc và nhận ra mình sẽ phải chịu đựng và chiến đấu như thế nào đối với toàn bộ vấn đề này. Lạy Chúa Giêsu, sức mạnh của con chỉ một mình Chúa có thể giúp đỡ. Xin ban cho con ơn mạnh sức. Nhật ký 1067, ngày 28 tháng 3, lễ Phục Sinh. Trong thánh lễ Phục Sinh, tôi được nhìn thấy Chúa trong vẻ xinh đẹp rạng ngời
và người phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, chúc con bình an. Người chúc lành cho tôi rồi biến đi. Linh hồn tôi ngập tràn niềm hoan lạc vui sướng khôn tả. Tâm hồn tôi được củng cố để chiến đấu và chịu đau khổ. Nhật ký 1068. Hôm nay tôi có một cuộc nói chuyện với cha Anzac và ngài đề nghị phải hết sức thận trọng trong vấn đề những cuộc hiện ra bất chợt của Chúa Giêsu. Khi cha nói về lòng thương xót Chúa, một nguồn sức mạnh và thần lực tràn vào linh hồn tôi. Lạy Thiên Chúa của con rất muốn giải bày mọi sự, nhưng con không có khả năng làm được như thế. Cha bảo con rằng Chúa Giêsu rất quảng đại trong việc thông mình với các linh hồn, nhưng đằng khác có thể nói Chúa lại rất yêu sách. Mặc dù lòng quảng đại của Thiên Chúa rất lớn lao, cha nói, nhưng dù sao cũng phải thận trọng, bởi vì những lần hiện ra bất chợt này gợi lên sự ngờ vực. Riêng với cá nhân tôi không thấy có gì sai lầm hoặc trái nghịch với đức tin cả. Nhưng hãy cẩn trọng hơn một chút, và khi mẹ bề trên tới, chị có thể nói với bà về những điều này. Nhật ký 1069. Ngày 29 tháng 3 năm 1937. Trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi nhìn thấy Chúa trong vẻ đẹp tuyệt vời và người phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, chúc con bình an. Trót cả linh hồn tôi xao xuyến trong tình mến yêu Chúa và tôi thưa: Lạy Chúa, mặc dù con yêu mến Chúa trót cả tâm hồn, nhưng xin Chúa đừng hiện ra với con nữa, bởi vì cha linh hướng đã bảo con những lần hiện ra bất chợt của Chúa gợi lên sự ngờ vực, là Chúa có thể là một ảo ảnh. Và dù con yêu mến Chúa hơn mạng sống và biết Chúa là Thiên Chúa của con, là đấng đang thân thiết với con, nhưng trước nhất con phải vâng lời cha linh hướng của con. Chúa Giêsu lắng nghe những lời của tôi một cách trầm tư và từ ái, rồi phán với tôi những lời này: Con hãy nói với cha linh hướng của con rằng cha kết thân với linh hồn con thắm thiết như thế bởi vì con không lấy làm của riêng các ân huệ cha ban, và do đó cha trao đổ mọi ân sủng cho linh hồn con, bởi cha biết con sẽ không giữ lại cho riêng con, nhưng để tỏ ra một dấu chứng rằng thái độ thận trọng của ngài đẹp lòng cha, con sẽ không được nhìn thấy cha nữa, và cha sẽ không hiện ra với con như thế này cho đến khi con trình bày với ngài những điều cha vừa nói với con đây. Nhật ký 1070. Ngày 2 tháng 4 năm 1937. Sáng nay, trong giờ thánh lễ, tôi được nghe những lời này: Con hãy trình bày với bề trên rằng cha muốn có một giờ trầu được tổ chức tại đây theo ý chỉ khẩn nài lòng thương xót cho thế giới. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà, cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Chúng ta chuẩn bị bước vào giờ khấn ngày thứ bảy trong tuần 9 ngày lòng thương xót. Và trong ngày thứ bảy này, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cách riêng cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những gia đình đang gặp khó khăn và quý vị ân nhân của chúng ta còn sống hoặc đã qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Thánh Thần tình yêu, Thánh Thần còn lửa thiêu, Ngài từng đời mới cơn mang của thế giới. Thánh Thần tình yêu, Thánh Thần còn lửa thiêu, xin hãy ở cùng hội Thánh Chúa mọi nơi. Từ lúc khai sơ, khi vũ trụ này còn trống rỗng hoang vu, Ngài bay lượn trên nước, răng gieo mầm sâu để khắp chốn bừng vui. Thánh Thần tình yêu, Thánh Thần ngọn lửa thiêu, Ngài từng đời mới khuôn mặt của thế giới. Chúa mọi nơi. Lạy Chúa, Chúa là đứng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nan chịu chiến vì con, mà con đã ca lòng phang nghìn lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm viên đền tội cho xứng. Amen. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xác, xuống ngục tổ tông,
ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con
con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Lạy Cha đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhân tôn lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thân vong. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tân ca của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria Thân Thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ bảy, cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa.
Hôm nay, con hãy dâng lên ta những linh hồn sùng kính ta một cách đặc biệt và làm sáng danh lòng thương xót của ta. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của ta. Họ là hình ảnh sống động của trái tim từ bi ta. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau, không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Ta sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, trái tim Chúa là nguồn mến yêu. Xin trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn hằng ca ngợi và sùng kính lòng khoan nhân của Chúa, để nhờ chính quyền năng của Chúa, họ mạnh sức và vững tiến giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn. Những linh hồn này kết hợp với Chúa để mang nhân loại trên vai họ. Khi từ giã đời này, họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính. Trái lại, lòng thương xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha đoái thương đến những người sùng kính, cùng làm sáng danh lòng thương xót vô biên của Cha. Họ đã được che chở trong trái tim từ bi Chúa Giêsu. Họ là phúc âm sống động. Bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân hậu, và trí óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi lòng thương xót của Cha. Ôi lạy đấng tối cao, con van nài Cha hãy rủ lòng thương xót, vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha. Xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng đích thân ta sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang ta trong suốt cuộc sống họ và cách riêng trong giờ lâm chung. Bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính lòng thương xót bao la không cùng của Cha. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời tin Chúa. Này con là đá, Satan xưng hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người bằng gươm sinh lực và ban cho người nơi này hạnh phúc. Đừng giao người cho hãng tâm quân thù, đừng giao người cho hãng tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, trong giờ khấn ngày thứ bảy tuần 9 ngày khấn lòng thương xót, chúng con cầu nguyện cách riêng cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh lòng thương xót Chúa. Chúng con cũng cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những gia đình đang gặp khó khăn và quý vị ân nhân của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây niềm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ, và dấu tinh ngàn xưa lưu ký phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đứng tin bù lại, nếu giang quang không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và con Chúa lời tán dương mừng Chúa vang hòa, cùng vinh phong quyền uy
danh ra. Tựa khói trầm bay qua ngàn hương, để tiếng Chúa Thánh Linh nhân hậu cùng tán dương cảm tạ suốt đời. Amen. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại. Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Xin dâng cho lòng thương xót Chúa, dĩ vãng đời con là biết bao lỗi lầm. Xin dâng cho tình Cha ưu ái, tương lai đời con xin an bài đỡ nâng. Xin dâng lên Cha giây phút này một niềm yêu mến là yêu mến mà thôi. Xin dâng lên Cha trọn cuộc đời, để nên của lễ và nên khung lời ca. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tôi, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân đương Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.